Khác với phương thức trồng lúa truyền thống, việc trồng và chăm sóc lúa hữu cơ của Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị có nhiều điều khác biệt. Vào thời kỳ cây lúa bắt đầu trổ bông, đơn vị tiến hành phun dưỡng chất cho lúa bằng trứng gà, sữa tươi và một số thành phần vi sinh khác. Mình trồng lúa hữu cơ này thì theo cái công thức và công nghệ của Hàn Quốc, và theo đó thì ứng với từng cái giai đoạn sinh trưởng của lúa thì mình có các cái công thức bổ sung dưỡng chất cho lúa khác nhau. Và cụ thể thì hiện tại là lúa đang giai đoạn là ôm đồng chuẩn bị trổ, thì mình là công thức của tuần này là phun sữa tươi với trứng gà với cái liều lượng là 30 quả trứng gà và 30 bít sữa tươi cho 1 hecta. Và sau khi lúa trổ xong khoảng 10 ngày, lúa bắt đầu ngâm sữa thì phun sữa tươi lần 2 và hàm lượng cũng như vậy. Còn ngoài ra thì các tuần khác thì mình phun đạm cá, rồi là phun vi sinh vật bản địa, rồi phun các cái loại dưỡng chất khác. Để mục đích là để cho cây lúa nó đủ chất thì hạt gạo nó mới thơm, mới ngon, mới dẻo, mới đạt các cái yêu cầu của ngặt nghèo của khách hàng đầu ra. Đến thăm trực tiếp tại cánh đồng lúa hữu cơ tại xã Hải Quế, ông Hoàng Thành, quản lý chương trình Ban Hợp tác Phát triển của Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam, không khỏi kinh ngạc trước phương thức canh tác theo công nghệ của Hàn Quốc này. Gạo hữu cơ Sepol là sản phẩm đạt tiêu chí của dự án trong việc thúc đẩy sản xuất bền vững và thị trường cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái công bằng ở Việt Nam, góp phần vào sự thịnh vượng, giảm nghèo, tăng cường sinh kế, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Qua đây thì tôi thấy rất là ấn tượng với những cái màn trình diễn của các bạn với dưới cánh đồng hữu cơ. Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận thấy là cái phương pháp chăm sóc lúa hữu cơ rất là mới. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy là khi mà có một cái chăm sóc lúa thông qua là dùng sữa và trứng để chăm bón cho cây lúa. Và tôi cảm quan ban đầu, nhận xét ban đầu của tôi thì đây cánh lúa rất ấn tượng với cái chất lượng lúa ở đây. Thân cây rất là khỏe mạnh, cánh đồng đẹp. Tôi tin tưởng nó là một cái có giống lúa này cho một cái chất lượng rất là tuyệt hảo. Sepol tham gia dự án này với mong muốn sẽ hỗ trợ tiêu dùng bền vững và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản xuất và tiêu dùng bền vững, và sẽ xây dựng năng lực an toàn sinh thái, tạo ra một môi trường thuận lợi để thực hiện các chính sách quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.